Chào anh em, lần này mình sẽ đưa anh em đi thăm một đất nước được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Một đất nước rất sở hữu rất nhiều kỳ quan thế giới cổ đại, đó chính là Ai Cập. Điểm đặt chân đầu tiên khi bọn mình đến Ai Cập là Giza. Giza là một thành phố vệ tinh của Cairo và nó nằm ở phía tây của thủ đô Cairo, Ai Cập. Mình vừa mới đến Bahrain sau 7 tiếng đồng hồ bay từ Bangkok đến Bahrain transit, transit qua Bahrain đến Egypt. Bây giờ mình sẽ đi ra cổng transit để khoảng 2 tiếng nữa thì mình mới bay đến Cairo. Bọn mình có tất cả 4 giờ đồng hồ ở sân bay Bahrain. Bahrain là một trong những nước giàu mỏ và cũng có nền tôn giáo phổ biến là Hồi giáo. Khu vực transit của bọn mình thì cũng nhỏ thôi, không có rộng gì cả. Và thực ra có một vài cửa hàng gọi là miễn thuế và cửa hàng ăn ở đây thôi. Thì bọn mình cũng dành một chút thời gian là có thể đi hết rồi. Ngoài ra thì thời gian còn lại thì bọn mình để ăn và nghỉ ngơi. Bọn mình có không có đổi tiền Bahrain, nhưng mà cái tỷ giá đồng Bahrain ở sân bay là vào khoảng 60 đến 62 nghìn Việt Nam đồng, tỷ giá khá là cao, chứng tỏ cái mức sống của người dân Bahrain cũng khá là đắt đỏ. Và mình thì sẽ ăn lựa chọn không có lựa chọn nào khác là ăn đồ ăn nhanh là McDonald's sân bay cả. Bây giờ bọn mình sẽ vào cửa hàng McDonald's để chọn đồ ăn buổi trưa. Ra là đi máy bay trông người thôi, ngồi một chỗ thôi nhưng mà rất là đói. Bọn mình ở sân bay Bahrain chỉ có cảnh khoảng 4 tiếng đồng hồ, cho nên là mình sẽ lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng thay vì đổi tiền mặt. Bữa ăn này của bọn mình giá khoảng 2,5 đô la Bahrain, cũng không quá là đắt so với bình thường cho 4 người. Bởi vì đây là đồ ăn nhanh mà, cũng không có vấn đề gì cả. Ngoài ra bởi vì chuyến bay đến Ai Cập là toàn những chuyến bay dài nhiều giờ, cho nên là bữa ăn luôn được phục vụ 2 bữa trên máy bay và đảm bảo là các bạn đủ no. Và mình đã phải sớm đối mặt với một vấn đề đầu tiên khi đến các nước được hồi. Ở đây thì phụ nữ không được ăn mặc quá hở hang. Đây, chỗ mình đây đang như này mà có vẻ mọi người đang rất quý đến bạn ấy. Đúng, đó chính là vấn đề phụ nữ và cách ăn mặc của họ. Mình đã đến sân bay Cairo sau khoảng 4 tiếng đồng hồ bay từ Bahrain. Và bây giờ bọn mình đã có lái xe đến đón rồi. Đó chính là lái xe bọn mình thuê ở nhà nghỉ Airbnb. Nhưng mà trước hết mình phải tìm cách để liên hệ với họ bằng WhatsApp. Như đã cảnh báo từ trước bởi những người bạn của mình thì mọi hành động giúp đỡ ở Ai Cập thì hầu như là đều không có gì là miễn phí cả. Và có những người rất nhiệt tình giúp đỡ hỏi han chỉ đường, nhưng mà sau đấy họ sẽ tiến tới hỏi tiền tip. Và ở sân bay điều đó cũng không là một điều ngoại lệ. Sau khi có được số của lái xe rồi, bọn mình
ra gần cửa chỉ có hai cái booth để mua sim điện thoại. Ở Ai Cập thì có hai hãng điện thoại nổi tiếng lớn nhất là hãng Vodafone và hãng Orange, giống như ở châu Âu. 250 rồi. 2x7 à? Đâu. 1000 tư. Mình mua hai sim nhỉ. Để xem giá bao nhiêu nữa. Đổi tiền. Anh có là ra bán. Không. một nghìn tư là bao nhiêu? 250.000 tư. Khoảng 358.000. Là mười mấy đô cơ. Cái khoản tiền thì bọn mình quyết định chọn Orange, mặc dù Vodafone thì có nghe nói là mạng tốt hơn, nhưng mà hello. Ở Orange thì sẽ gói tốt hơn. I want to buy this one. This one? How many SIM? Two SIM card. No, that's data. The data? Yeah. Without phone? No, without phone. No, without phone. $7. $7 without phone. Even no receiving. Yes. Okay. One passport? One passport. Passport. Huh? How many data? How many data do I have? 3.5 gigabytes. 3.5 gigabytes. No, I want the SIM with 16 gig. Only data. That you just said $10. This one is $10. Yeah, $10. Yeah. This one. And with 1,000 minutes? 1,000 local minutes. Cool. Local. Yeah. Yeah. This one? Orange, between orange. For all. Ah, okay. She won. One. Yeah. Okay. Two. This one. Và bọn mình quyết định chọn cái gói SIM Orange này với 16GB sử dụng data, không giới hạn một số lượng thời gian gọi trong Ai Cập với nhau, rất là tiện, và giá chỉ có khoảng $10, là khoảng 230.000 Việt Nam cho một SIM card. We only use this app for all applications. Okay, thank you. For all applications. Tư vấn. Sau khi có được SIM card, bọn mình sẽ ra cái khu money exchange ở ngay bên tay trái của sân bay để đổi một chút tiền Ai Cập. Đây, bây giờ đô la tỷ giá là 100 đô đổi được 1.600. Thì đang không biết đây rồi. Không biết ở đây đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam. Cũng như mọi lần thì bọn mình chỉ dự định đổi một chút ở sân bay thôi, bởi vì kinh nghiệm trước đây thì cho thấy là việc đổi sân bay sẽ tỷ giá sẽ không được tốt bằng ở trong thành phố, nhưng thực ra là ngược lại, hoặc là tương đương. Yeah. Want to exchange money $100. Yeah. How's the rate? 16.05. Okay. Thì giá là 1605. Đấy, tỷ giá ở đây là 16.05 thì cũng tương đương như ở Google của cha. Thực ra là đổi ít nên cũng không có vấn đề mấy. Để xem mà hôm nay về tới khách sạn mà mình đổi trong nội thành thì có gì hơn không. Bây giờ mình sẽ ra taxi. Sau một hồi liên lạc với anh tài xế thì cuối cùng bọn mình đã lên được xe để đi về Giza. Bay đi ra mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và bác tài xế offer là bật nhạc Arabic. Nhạc này các bạn chú ý đừng có quẩy nhá. Đường phố thì từ sau khoảng 9 giờ tối thì sẽ không còn tắc nữa, sẽ giao thông sẽ dễ chịu hơn. Còn bình thường trong ngày thì bác tài xế bảo rất là tắc. Thank you.
tay phải, lái đường bên tay phải giống như ở Việt Nam. Bác tài xế này là mình nhờ khách sạn đặt luôn. Nếu mà ra khỏi sân bay mà không đặt thì ở ngoài có rất nhiều taxi, nhưng mà mình cũng không biết là phải mặc cả như thế nào đấy. Ở Ai Cập chỉ có rất chuẩn chỉ, đó là tất cả các xe taxi thì họ đều không chạy theo meter. Không hiểu tại sao, hay là chỉ có khách du lịch như thế, nhưng bọn mình không prefer gọi taxi ở đường lắm. À, cuối cùng thì bọn mình đã về đến cái chỗ nhà nghỉ. Thực ra đây là một cái nhà bọn mình đặt trên Airbnb với giá là $30 cho một đêm cho 4 người. Như các bạn biết thì kiểu nhà này thì mình sẽ có một căn hộ riêng, có đầy đủ các trang thiết bị, cũng tạm đủ gọi là, và mình sẽ ở riêng chứ không sẽ không ở cùng với chủ nhà. Chi phí sẽ rẻ hơn khách sạn khá là nhiều. Thực ra là ở Ai Cập thì khách sạn cũng không quá là đắt. Tuy nhiên vì bọn mình ở Giza, những khách sạn khủ như vậy thì thường sẽ không được đầy đủ tiện nghi, và bọn mình cũng không có bếp để nấu nướng. Như ở đây thì bọn mình sẽ có bếp, có tủ lạnh, có các trang thiết bị như một căn hộ của người dân bình thường để có thể tự do nấu nướng. Bây giờ là trời tối cho nên mình sẽ không nhìn được khung cảnh xung quanh. Nhưng mà phía đằng sau mình ấy là chính là Giza, là chính là khu kim tự tháp. Hai vợ chồng nhà này rất là nhiệt tình, cả vợ và chồng ra đón luôn, xách vali lên hộ mình và đưa mình vào giới thiệu căn hộ. Phải nói thật là tuy căn hộ có thiếu thốn về trang thiết bị, tuy nhiên thì được cái là chủ nhà rất là nice, họ rất nhiệt tình, thực sự là rất nhiệt tình. Chắc là căn hộ này mới lên Airbnb. Thực ra bọn mình đã bỏ cũng khá thời gian để nghiên cứu cái cơ sở vật chất cũng như các cái nhà Airbnb ở Ai Cập, thì đưa ra một quyết định là thuê căn hộ này. Nó giá phải chăng và cũng không đến quá tệ. Các căn hộ khác thì đắt hơn, tuy nhiên nó sẽ ở những khu xa hơn một chút. Chủ nhà sẽ dẫn mình đi tham quan nhà. This television, when it's working, you can use it from here. The kitchen? Kitchen? Okay. Yes. It's working here also, I guess. Ah, okay. Make it the same. Near here, is there other, any supermarket or store? Yeah, and here. That's not far away. Yeah. Okay. Okay. This is Wi-Fi for internet. Thực ra bọn mình rất thích đi kiểu ở Airbnb như thế này, vì như vậy các bạn sẽ có cái thời gian để trải nghiệm cũng như có cơ hội để sống trong một cái lối sinh hoạt cũng như là các cái thiết kế nhà cửa của dân bản địa, hơn là khi các bạn ở thuê một phòng khách sạn. Phải nói là cơ sở vật chất ở Ai Cập, ở Cairo thì không được đẹp đẽ như các nước khác có nền văn hóa cũng như là nền tôn giáo mở. Mình đã từng đi qua những cái nước có nền tôn giáo như kiểu này thì họ đều có chung những cái gu thẩm mỹ cũng như cái cơ sở vật chất không được phát triển lắm, giống như châu Á đâu. Yo, chào buổi sáng em. Hôm nay mình sẽ có một ngày rất dài ở Giza. Bây giờ là khoảng 7 rưỡi sáng mà mình đang chuẩn bị ăn sáng. Đây là bữa sáng của bên chỗ nhà mình thuê chuẩn bị cho mình. Đây, có trứng này, các loại sữa. Bánh mì ở đây ăn giống bánh mì Việt Nam hết. Kiểu bánh mì ngọt, có tí đường ở trong ấy. Đây là view kim tự tháp luôn.
view rất đẹp. Cái khu ở của bọn mình như hôm qua mình quay đấy thì nó cũng không đẹp cho lắm, nhưng mà view thì rất là đẹp. Trời trong xanh, không một tí mây. Nhiệt độ hiện tại là khoảng 17-18 độ C, bây giờ là tháng 11. Là thời điểm rất lý tưởng để đi du lịch Ai Cập vì nó không quá nóng. Tháng 12 rồi. Ờ, tháng 12 rồi. Sorry. Bây giờ chúng mình ăn sáng đã. Mình đang trên đường đi ra cái khu bán vé của quần thể Kim Tự Tháp. Thì ở xung quanh đây thì cái mùi con ngựa ấy, thực sự là rất khó chịu. Xung quanh đây đâu cái ngựa và lạc đà hết. Đây như một cái vùng quê vậy. Đường thì khá là bẩn. Như này. Đường rất là bẩn, rác rưởi. Xung quanh đây toàn ngựa, xe ngựa thứ. Đây, Kim Tự Tháp rồi. Đây là cái Cleopatra Inn mà mình đã thử đặt trên Agoda. Thì các bạn có thể thấy để xem bên ngoài thực tế ra như thế nào. Còn đây là phía lối vào Kim Tự Tháp. Thời điểm này thì có vẻ vẫn chưa đông lắm. Ok. No, đây, chú ngựa. Xung quanh đây rất nhiều ngựa. Ở đây có hai cổng vào à? Trong cái bài mình đọc cũng có hai cổng vào. Cái cổng này chắc là cổng chính rồi. Có một người bản địa nói là chỉ cần nửa tiếng nữa thôi thì chỗ này sẽ rất là đông, các bạn phải xếp hàng vào bây giờ tức ạ. Tất nhiên là các bạn nên vào trước. Bây giờ là 8:41 à, cũng hiện tại cũng khá vắng mà. Mình sẽ phải đi mua nước cho một ngày dài. Trước khi vào thì trong kia có thể nước phải đắt gấp 10 lần. Đây, mình đã có 4 vé. Một vé 200 bảng Ai Cập. 200 bảng Ai Cập tính ra khoảng 280.000 Việt Nam. Thì về cái vé này thì bạn có thể đi tất cả, xem tất cả xung quanh đây và chỉ được đứng ngoài xem thôi nhá. Nếu mà muốn vào trong thì phải thu luôn tiền. Tôi thấy bảo là trong cái vé này này là nó bao gồm vào được một cái nữ tháp. Không biết là cái nữ tháp nào. Yeah. Thế thì để hỏi. Không nhưng mà cái ông kia ông ấy bảo ông bán vé, ông bảo là chỉ được xem outside thôi, không nói gì thêm cả. Nói chung là đọc năm đứa thì cả năm đứa nó đều bảo nói chung nó không nên vào. Ừ vậy. Đi. Không nên vào bên trong, Đi. Lấy nước chưa? Đây, đây là bữa trưa và bữa tối của bọn mình sẽ ở đây. Đi vào đi. Đây bọn mình sẽ vào trong. Đây mình đã vào bên trong. Rất đẹp. Rất đẹp luôn. Trời rất xanh mà hôm nay rất mát. Chỗ kia ở khách sạn chỗ kia cũng đẹp kìa. Thực ra Pizza Hut ở đây view là view Kim Tự Tháp. Khách sạn nào? Là ở đằng sau cái chỗ nhà này. Đâu mình đi hướng này mà bà. Ừ. Giờ này cũng khá sớm mà bây giờ các cửa hiệu, các cái hàng quán xung quanh vẫn chưa mở hết. Đây là ghế mà buổi tối sẽ có show.
show ở đây chứ họ diễn ở kia kìa. Diễn ở kim tháp. Đây là ba cái kim tự tháp cổ. Nếu mà bạn muốn đến kim tự tháp vào thời điểm sớm như này, tất nhiên là bạn nên có thể thuê cái nhà nghỉ hoặc khách sạn ở ngay Giza như mình thuê vừa xong. Giza cách Cairo khoảng hơn 10 km. Để hóa thân giống một chàng trai Ả Rập thì mình đã quyết định mua một cái khăn trùm đầu kiểu Ả Rập như thế này. Và anh bán hàng đã giúp mình cũng như là hướng dẫn mình cách để đeo cái khăn này lên đầu. Trông mặt anh hợp với làm khủng bố ấy. Okay. Nhưng mà em thấy ở sân bay mấy ông chị đã chuyển lắm. Thank you, got it. Mình mua theo cái khăn này với giá 100 pound, trong khi họ nói là 250 pound mà. Nhưng mà cả 100 pound mà là bán luôn, chứng tỏ vẫn bị hơ hố. 150. Ở đây thì mọi người thì đều tưởng nhầm mình với cả người Trung Quốc, người Đài Loan, chứ không bao giờ nói là người Việt Nam hay người nước khác cả. Bởi vì khách du lịch Trung Quốc đến Ai Cập thực sự rất đông, và có cả những người Ai Cập có thể nói tiếng Trung. Đây hoạt động picnic, tham quan. Sau khi mình đến được cái kim tự tháp đầu tiên thì bọn mình quyết định sẽ lựa chọn việc đi lạc đà để đến một cái khu xa hơn để có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ 9 cái kim tự tháp. Sau khi nghe một cái lời chào mời hết sức là xuôi tai của một anh chào anh khiển lạc đà thì mọi người đã quyết định bắt đầu một cuộc thương lượng vô cùng gay cấn. Đúng như kiểu ngày xưa có câu trong truyện Kiều ấy, có kè bớt một thêm hai, chờ lâu ngã giá, vàng ngoài 300-400. Đấy thì đúng như ở đây, các bạn sẽ cần học được cái kỹ năng mặc cả vô cùng điêu luyện thì mới có thể đưa được một cái mức giá tốt nhất. 15 đô nha. Cho một con, cho hai người. Đây ông ấy ở 10 đô một người. My sister in tourist price here 350 pounds. 350 for one people. But for you, not 350, because you have Egyptian man with you. You look like Egyptian Omar Sharif. Và giá đã giảm đi một nửa so với lúc đầu được đề xuất. Chí này đang bảo mình tổng người Ai Cập cho nên giảm giá một nửa là 10 đô la cho mỗi người. Một con lạc đà kia có thể hai người đi từ đây đến đằng kia để chụp ảnh đến 9 cái tự tháp sẽ mất khoảng 40 phút. Tổng cộng rồi. Thì vẫn bảo là 10 đô. Sau một hồi đàm phán giá thì chúng ta chốt lại là 30 đô cho hai con lạc đà và 4 người. Các bạn tin được không, ở cửa người ta treo cái biển tour với giá 350 bảng Ai Cập dành cho một người, tương đương với 21 đô la. Ngồi sau. Cảm giác như mình vừa mặc cả, kỳ công mặc cả được một cái giá vô cùng hời. One, two, Hulu. So, I'm here. What's your name here? And home in the wood. All right.
Đây, ông ấy đang hướng dẫn cách leo lạc đà. You hold with your husband. But before the camel up, in the Samson, put him here, out, and inside here. Was not hold down. Okay, take care for your phone, your wallet. Cần bám chặt vào. Okay, close the phone. Yes, take your time, no problem. Cần cất điện thoại nghiêm túc để không bị rơi xuống này. I need to come back in my home and sleep with my family. I don't need any problem with anybody. Okay. Okay, holding him back, Nikki. Stand up, holding the wood, sir. Lean back. Mickey. Good boy, Mickey. Good boy. Come on, my friend. Okay. Lên từ bên kia. Lick massage the camel. Lên đằng nào cũng được. Excuse me, come this side, lady. Little bit. Sit in a minute. Xem trong phim Tintin mấy con lạc đà rất hay nhổ nước bọt vào người. Come on, lady. Put your leg here. Sorry. Here, the lady. One, two, three. No problem with the second camel. Little bit back, back, back. How can you go? You go bite. Don't worry about me. Yeah? Don't worry about me. I am very happy because you are right with me. Put your leg here, flutter. Hold it here. Please, will you come up, sister? Hold with your hand. Hold. Same I told you before the friend. Close very well, interesting, and hold him very well. Oh, yeah. Oh, so high here. Very high. In the middle, little bit front. Front, front. Again, 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 again. Again, lady. Sit in the middle. Wow. Đây là kim tự tháp thứ hai. Đằng sang sau phía sau kim tự tháp này là kim tự tháp Khéop, là kim tự tháp của ông. Kim tháp này là kim tự tháp của cha. Và đây là kim tự tháp của Sun. Cái kim tự tháp này ngày xưa là có một lớp đá ở ngoài đó, nhưng mà sau khi điều kiện thời tiết thì nó lớp đá ở ngoài đã bị rụng mất rồi. Cái phần đá vàng vàng này là lớp đá ở trong. Kim tự tháp màu trắng chứ không phải màu vàng đâu. Wow 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 wow. Put your back legs apparently. Yeah. Đây là hai cái kim tự tháp bị thời gian bào mòn nhất. What is name of this pyramid? Two front pyramids. Son of the king. Three son of the king. Đây là ba kim tự tháp của ba cậu con trai của đức vua ở đây. Sau khoảng 15 phút ngồi trên lưng lạc đà thì bọn mình đã đến được cái điểm mà từ đây có thể nhìn được gần hết các cái kim tự tháp ở đằng xa. Khi ngồi trên lạc đà ấy, thì bạn cố gắng thả lỏng cái bụng ra thì sẽ không bị cái phần trên cơ thể nó không bị ngả nghiêng theo cái chuyển động của lạc đà. Còn ngồi trên này rất là cao. Đồng chí này có gạ mình đi ra phía đằng xa kia để chụp thêm cái ảnh với cả cái nhân sư với cả ba cái kim tự tháp to nhất nữa, nhưng mà thêm tận 35 đô. Thế nên thôi mình tiến hành đi về. Hài lòng.
Các bạn yên tâm là khi mà đi đây thì các bạn sẽ bị dụ dỗ rất nhiều. Nhưng mà bạn phải giữ cái đầu lạnh. Nhả đi trước em. Nó đã đang leo dốc thì mình nhả đi trước. Dốc thì mình nhả đi sau. Nhưng mà không hiểu sao người ta có thể ngồi trên lạc đà đánh nhau rồi. Ngày xưa mình đã hoàn thành chuyến đi trên lạc đà, và sau một hồi mặc cả thì mình chỉ trả khoảng 700 bảng Ai Cập rồi, như thế là có tiền tip cho ông tài xế rồi. Nhưng lúc đầu ông ấy đòi 50 đô, trong khi lúc đầu thỏa thuận là 35 đô. Thế nên là các bạn chú ý nhá, tiền mặc cả phải cái đầu lạnh và rất là rất dứt khoát để giữ chính kiến lúc đầu là 35 đô, hoặc là cùng lắm là 37 đô thôi. Đừng bị lời dụ dỗ và trả nhiều hơn tiền. Có thể thấy ở đây là những người nước ngoài đi xoay cung quanh khu này thì đều được các bạn nhỏ rất là nhiệt tình chào mời chụp ảnh cùng như những sinh vật lạ vậy. Hay còn gọi là kim tự tháp Khéop theo tiếng Ai Cập. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chỗ đá trắng này này. Chính là cái lớp vỏ ngoài của kim tự tháp. Trước khi nó bị thời tiết bào mòn và để lại cái lớp đá ở trong màu vàng. Đằng kia là lối vào, có thể hình như là lối vào cái vị tháp vậy, đúng không, lối vào không? Tất nhiên là ở bên trong thì không còn cái xác ướp nào cả. Này thì mình được vào trong, tuy nhiên là cái vé mà mình mua lúc đầu thì sẽ không bao gồm cái tiền vào trong này. Ở đây lúc buổi sáng thì vắng nhưng bây giờ đông quá ấy. Em phải follow anh chứ. Các bạn có thể thấy là ở đây bất kỳ người nước ngoài nào đi xung quanh đều có thể bắt chụp cùng hoặc là đề nghị chụp cùng. Không hiểu tại sao ấy, kỳ cục như vậy. Đây, cái khác rất lớn luôn. Kim tự tháp to nhất trong 9 kim tự tháp ở đây. Đây là grandfather, đây là người ông vĩ đại. Khufu pyramid complex. Em ơi, ở đây rất nhiều người bán hàng rong và thịt kèo rất là dai luôn. Đây là cách mà người dân ở đây nhìn mình. Mình quay họ, họ cũng quay mình. Đây có vẻ như là một lớp học đi dã ngoại. Tổng cái thời gian mà mình đã dùng để đi thăm cái quần thể kim tự tháp ở Giza khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau đấy thì bọn mình đang trở về khách sạn để nghỉ ngơi và tiếp tục di chuyển đến ga. Ở đây anh em có thể bắt taxi, bắt Uber. Cũng cùng đơn giản, không bị chặt chém như kiểu taxi bình thường.
mà cần phải biết một cái bảng chữ số tiếng Arabic chuyển thể từ chữ số bình thường 15 Latin bình thường để có thể xem được cái biển số lên được xe đúng xe. Cho anh mượn cái bảng ở đây. Em gửi xong group đấy. Bây giờ cứ đi đường. Đây mình có một cái bảng chữ cái như này, các bạn có thể đào ngay trên Google đây. Đây cái này là 5 thì nhớ học bảng cái bảng chữ số này để gọi Uber nhá. Uber đây khá là rẻ đấy. Sau khi vật lộn hơn 1 tiếng đồng hồ trên xe taxi với tình trạng giao thông cực kỳ tệ thì mình đã đến ga tàu hỏa Giza, El Giza Station. Đây thì đã có người mua vé cho bọn mình để lên tàu đi Aswan. Điện thoại này hỏi mình. One of my friends Từ sau vụ khủng bố vừa rồi, hình như là ở Ai Cập đã trang bị thêm những đội ngũ gọi là Tourism Police, cảnh sát dành cho những người khách du lịch, và họ hỏi khá là kỹ bọn mình khi bọn mình ra ga tàu để chắc chắn mình là những vị khách du lịch. Ở đây thì bạn sẽ không thể mua được vé tàu khi mà không mua qua một cái công ty du lịch và có đăng ký với cả cảnh sát. Chính vì thế nên bọn mình đã gặp một chút rắc rối ở ga tàu lúc mà bọn mình không xác định được cái công ty du lịch nào đã mua vé du lịch cho bọn mình. Rất là đông. Đây là cái nơi bán vé tàu dành cho người bản địa. Còn nếu mà bạn là khách du lịch và bạn mua cái vé tàu khách du lịch thì bạn sẽ phải mua qua công ty du lịch như mình đã nói trước đây. Nếu mà bạn muốn đi tàu hoặc là đặt qua các agency. Tình trạng như là mua vé tàu Tết vậy. Ngoài phương tiện tàu thì bạn có thể chọn vé máy bay hình thức bay thẳng từ Cairo đến Aswan. Và cuối cùng sau một chút rắc rối, mình đã có trên tay tấm vé tàu. Đây là loại tàu dành cho khách du lịch nhé, loại tàu chất lượng cao 5 sao. Ơi, mình chuẩn bị lên tàu. Tàu giường nằm đi đến Aswan. Tàu này chỉ dành cho khách du lịch thôi. Mình sẽ có một đêm ngủ trên cái tàu du lịch 5 sao này. Thời gian đi từ Cairo, đi từ Giza đến Aswan cả sẽ mất khoảng 10 đến 11 tiếng đồng hồ, khá là lâu. Việc ngủ chỉ một đêm trên tàu hỏa sẽ giúp các bạn tiết kiệm được một đêm tiền khách sạn. Ngoài ra chi phí đi tàu hỏa cũng rẻ hơn chi phí đi máy bay rất nhiều, tuy sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà đây là cũng một cái trải nghiệm các bạn nên thử khi mà đi tàu hỏa ở Ai Cập. Trong tập tiếp theo sẽ là những trải nghiệm thú vị ở Aswan, nơi khởi nguồn của dòng sông Nile khi chảy vào Ai Cập. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.